kinh ngạc, Nam Phi Công đã nhớ được mật khẩu điện thoại, máy tính bảng, dù hôn mê thời gian dài nhưng chiều 10 tháng 6. Nam Phi Công người Anh đã nhớ mật khẩu điện thoại, máy tính bảng, sự kiện, dịch COVID-19 cập nhật tình hình dịch COVID-19, số liệu cập nhật lúc 22 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2020, nguồn. Bộ Y tế Status tỉnh ca nhiễm ca tử vong ca khỏi bệnh, Nam Phi công người Anh đang điều trị tại bệnh viện. Chiều 10 tháng 6, thông tin từ Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết. Nam phi công người Anh bệnh nhân 91 đang điều trị tại bệnh viện trợ giấy tiếp tục có những phục hồi kỳ diệu. Nam phi công người Anh đang điều trị tại bệnh viện trợ giấy hiện tỉnh, trí nhớ vẫn tốt dù hôn mê thời gian dài, nhớ mật khẩu điện thoại. Máy tính bảng, tay có thể thực hiện các động tác tinh tế như bấm bàn phím điện thoại, tuy nhiên chân bệnh nhân còn yếu chưa chống để nâng người được. Đánh giá sơ bộ cho thấy bệnh nhân đáp ứng với kháng sinh và kháng nấm, ngày qua đã giảm sốt. Phổi của bệnh nhân cải thiện nhiều, chỉ cần sử dụng oxy nồng độ thấp, tuy nhiên sức cơ hô hấp còn yếu. Về chức năng tiêu hóa, tình trạng chướng bụng của bệnh nhân đã giảm, cho ăn qua đường tiêu hóa bệnh nhân dung nạp. Có thể nuôi ăn qua đường tiêu hóa 1000 ml súp xay một ngày, chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim Gan tốt, đến nay bệnh nhân ngưng lọc máu được 2 tuần, các bác sĩ đã ngưng máy thở cho bệnh nhân tập thở ngắt quãng. Thở máy mốt PSV để tập cai máy thở dần, tần số thở bệnh nhân 32 đến 35 một phút, bệnh nhân cũng đã ngưng dùng một loại kháng sinh vì kết quả vi sinh không ra vi khuẩn gram dương. Đồng thời vẫn sử dụng kháng đông dự phòng đường uống Sarelto, các bác sĩ cũng tiến hành tập vật lý trị liệu cho người bệnh hai lần một ngày điều chỉnh nước điện giải và săn sóc vết loét cùng cụt. Đến thời điểm hiện tại, mạch của bệnh nhân là 110 lần một phút. Huyết áp, 130 phần 70 mm thủy ngân, T37 độ C, SPO 2.95%, ban lãnh đạo bệnh viện trợ giấy đã vào thăm hỏi trực tiếp bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh từng nguy kịch nhưng đến nay có sự tiến triển đáng kinh ngạc về sức khỏe. Bệnh nhân 91 vẫy tay chào bác sĩ từ giường bệnh, phổi đã phục hồi dần, tính đến nay, bệnh nhân 91 đã trải qua 84 ngày điều trị, hiện là bệnh nhân COVID-19 có số ngày điều trị dài nhất ở nước ta. Trong đó quá trình điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 18/3 đến 22/5. Tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện trợ giấy từ chiều muộn ngày 22 tháng 5 đến nay, bệnh nhân đã được ngưng ECMO từ sáng 3 tháng 6 đồng thời cũng đã được hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế chỉ định ghép phổi, tuy nhiên Bộ Y tế cho biết hiện phương án ghép phổi đã có khả năng sẽ trở thành phương án dự phòng. Cảm ơn các bạn đã xem video tại Tin nhanh 24 giờ, hãy đăng ký kênh của chúng tôi để ủng hộ kênh để được xem nhiều video mới nhất.